Xe chợ lực zin lên tay ga là gì? Nhiều anh chị em vẫn chưa hình dung được cái vấn đề này. Các bạn lưu ý, mình đề cập hai cái vấn đề thương hiệu lớn của thằng nội địa Nhật thôi nha. Thứ nhất là thằng Panasonic và thứ hai là của thằng Yamaha. Và mình chắc chắn một điều là hai cái thương hiệu này sẽ không có kết hợp giữa trợ lực và tay ga giống như những dòng xe của hàng xuất như Trung Quốc xuất Nhật hay Đài Loan xuất Nhật, thì nó có thể lẫn lộn được cái vấn đề đó. Nhưng mà riêng về hai cái dòng xe, hai thương hiệu của Bana và Yamaha thì đặc biệt không bao giờ có cái vấn đề đó. Đó là cái nói để anh em hình dung được vấn đề. Tiếp theo là trợ lực lên tay ga là gì? Một ông khách như ông đặt chiếc xe này, căn bản các bạn thấy nó vẫn đang là một chiếc trợ lực, tay khiển trợ lực, máy trợ lực, tất cả đều là trợ lực hết. Nhưng mua cho người lớn tuổi mà, cái phần đầu khớp gối của người ta đau nhất thì ông anh này ông nói là lên tay ga giùm tôi. Và mình tiến hành lên tay ga, tiến hành xả máy ra lên tay ga. Thì cái phần lên tay ga này thì các bạn cũng nếu anh em nào theo dõi quan tâm thì thấy bên mình sẽ lên nhiều rồi và cũng quay video rất nhiều rồi cái cách thức lên tay ga. Và khi lên tay ga thì nó sẽ ra hình có thể không còn đạp trợ lực nhưng mà có thể vặn ga. Ngồi một chỗ các bạn có thể vặn ga là nó có thể chạy, thì đó gọi là trợ lực lên tay ga. Các bạn hiểu ý mình nói không? Có nghĩa là căn bản bắt đầu nguồn gốc của nó phải là một chiếc trợ lực, không thể nào có tay ga như vậy. Nhưng do nhu cầu của người sử dụng thì họ yêu cầu sao thì mình sẽ đáp ứng như vậy, có nghĩa là sẽ lên tay ga cho họ. Còn vấn đề căn bản của dòng Panasonic và Yamaha không bao giờ có tay ga giống như chiếc kia. Nhưng dòng Trung Quốc xuất Nhật có nha các bạn, Đài Loan xuất Nhật có. Các bạn chỉ lưu ý mình chỉ đang đề cập đến hai vấn đề chính là Panasonic và Yamaha là không có trợ lực kết hợp với tay ga. Trợ lực không là không. Không có vụ tay ga ở đây. Các bạn thấy một chiếc trợ lực. Ông khách mua lên tay ga giùm tôi và tiến hành lên tay ga thôi. Đó là như vậy. Cái cốt lõi của cái video này là các bạn nên lưu ý thương hiệu Panasonic và Yamaha không có tay ga. Và thứ hai, những chiếc tay ga mà những thương hiệu như Panasonic mà Yamaha có tay ga là nó xuất phát từ những con trợ lực zin. Khi khách hàng yêu cầu thì lý do cái bò Việt Nam mình đây, cái bò này là bò Trung Quốc chứ không phải bò Việt Nam, thì các bạn thấy cái trợ lực của nó đẩy rất hổn. Muốn làm thì mình sẽ làm, nhưng nó đẩy rất hổn. Hổn là từ hổn như thế nào? Có nghĩa là trợ lực zin của người ta khi người ta nhấn cái bàn đạp xuống một lực lớn thì xe nó sẽ đẩy mạnh, nhấn một lực nhẹ thì xe nó sẽ đẩy nhẹ. Cái đó là trợ lực zin nha các bạn. Nó phải đi qua cái mạch này, mạch zin của nó này. Các bạn thấy như tụ với iốt quá trời qua đất. Nhưng khi qua trợ lực chế của đồ Việt Nam Trung Quốc mình á thì nó chỉ gắn một cái cụm quay hai con mắt, rất là đơn giản. Và khi đạp xuống, cứ motor bò nhiều thì nó cứ tống hết ga, motor quay hết cỡ thì chiếc xe không bao giờ các bạn quản lý được hết, không bao giờ các bạn quản lý được tốc độ của chiếc xe. Mình đã từng làm, đã từng chạy và mình cảm thấy nó không an toàn, không có tác dụng. Mình không bao giờ làm gì điều đó. Anh chị em nào có nhu cầu, tôi muốn trợ lực vừa tay ga thì mình sẽ làm. Với cái đó là cái yêu cầu của khách hàng. Còn riêng về bên mình thì không có kết hợp giữa hai dòng đó với nhau. Một là trợ lực zin, hai là tay ga làm,
không có vừa trợ lực vừa tay ga. Các bạn lưu ý phần đó. Và những anh chị em nào có những chiếc trợ lực mà các bạn muốn lên tay ga thì cái phương thức lên tay ga giá như thế nào và cách thức để mình lên như thế nào thì mình sẽ chi tiết sau. Cái video thì mình nó cũng có, cái video đó mình cũng có cho các bạn, có nghĩa là các bạn chỉ cần ra một điểm gần nhất gửi cái máy vô, gửi một cái máy vô cho mình. Đây, những cái máy xe cua khi khách hàng gặp sự cố bảo hành thì mình sẽ có bảo hành và gửi một cái cục máy như vậy thôi. Nó chỉ cần gồm có 3 con ống thôi các bạn, nó chỉ gồm có 3 con ống ở đây thôi. Tháo cục máy này xuống và những cái dắt khoảng tầm 4-5 cái dắt gì đó tháo xuống, đưa cục máy ra là mình sẽ đấu xong xuôi hết, trả ngược về cho các bạn. Các bạn tự lên nhờ anh em thợ ngoài đó gá lên nè, 3 cái ốc máy thôi, rất là đơn giản. Và 2-3 cái dắt dây nữa là xong, tháo cái đó ra đưa về cho mình là lên tay ga. Và tiếp theo nữa là sẵn hay nói luôn, các bạn thấy động cơ của nó mình sẽ không can thiệp được gì hết, thấy không? Không hề can thiệp được gì hết, chỉ cần đổi cái bo, bỏ cái bo zin của nó đi ra là xong lên tay ga rồi. Anh chị em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ bên mình để được chi tiết hơn. Cảm ơn các bạn.